Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Auto. Và ở đâu xe cũ giá rẻ ở đó có Vũ Duy Auto. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu quý vị và các bạn một chiếc xe hợp với những người mệnh hỏa. Vâng, một chiếc xe màu đỏ khá là bắt mắt luôn. Một chiếc xe thương hiệu đến từ Hàn Quốc, Kia Morning, sản xuất năm 2015. Một chiếc xe sử dụng máy xăng số sàn 1.25, số sàn 5 cấp, đăng ký đến 5 chỗ ngồi, rộng rãi thoải mái. Ngoại quan bên ngoài thì cũng khá là nhỏ nhắn, một mẫu hatchback nhỏ gọn. Form dáng cũng tương đối khá là đẹp, đã được độ đồ chơi lên khá là nhiều. So với hàng zin thì chiếc xe đã được gắn thêm một màn hình DVD giải trí kết hợp camera lùi. Rất là an toàn khi mà mình đi lùi và mọi người thực sự là yên tâm vì những chiếc xe này rất là dễ lái. Chiếc xe thì sử dụng vành la răng đúc của hãng Kia mọi người nhé, rất là đẹp luôn. Máy móc thì hoạt động vẫn còn rất là êm chắc và chiếc xe mang biển tư nhân. Vâng, một chiếc xe biển Hải Phòng, biển tư nhân, biển 15 ạ. Và với giá thành chỉ có 225 triệu đồng. Một chiếc xe nhỏ gọn này, thuận tiện này, mua về đi gia đình nội đô, trong nội đô cũng như là chở gia đình về quê, đi dã ngoại thì thật là tuyệt vời. Không gian nội thất 5 ghế ngồi đối với hai vợ chồng trẻ thì là quá rộng rãi rồi. Con cái thêm ở đằng sau và để đồ ở đằng sau nữa thì quá tuyệt vời. Hoặc những ai mà đi hay đi trong phố thì mình có thể là đi những chiếc xe này thì nó luồn lách tốt hơn vào trong các cái ngõ nhỏ, hẻm nhỏ. Vâng, và đi lại rất là thuận tiện và chỗ để thì cũng rất là dễ dàng. Chiếc xe này thì nội ngoại thất thì cũng tương đối khá là ok. Và đồ thay thế các thứ thì nó vẫn rất là đa chủng loại luôn. Dòng Kia Hàn Quốc này thì tuyệt vời luôn ạ. Vâng, chiếc xe này sản xuất tại Trường Hải nhé quý vị nhé. Lắp ráp sản xuất trong nước. Và chất lượng Việt Nam mọi người biết rồi, chất lượng rất là tốt luôn. Mọi người có thể nhìn là bầu đèn của chiếc xe thì cũng tương đối khá là sáng. Hai bên bầu đèn rất là đều, trong. Và con này thì không có đâm va, đèn vẫn còn nguyên zin luôn. Logo Kia nổi bật trên cái phần hốc gió. Và mọi người có thể nhìn là hốc gió của chiếc xe form dáng tương đối khá là đẹp luôn. Vâng, đèn gầm thì là được phủ đen, nên là màu giống đèn sương mù. Mọi người có thể nhìn đèn gầm cũng tương đối khá là hầm hố, nổi bật lên cái mặt của chiếc xe. Tiếp theo là ta đi đến phần lốp. Lốp của chiếc xe thì sử dụng vành la răng 8 chấu của hãng Kia, vành la răng phay, tương đối khá là đẹp. Và lốp thì lốp cụm hô như quý vị nhá. Lốp này thì thực tế là chất lượng thì nó thường dùng cho xe tải, nhưng mà những cái dòng này cái lốp cụm hô cũng rất là chất lượng luôn. Lốp 165 tỷ lệ 65 vành 14 và lốp Việt Nam nhá quý vị nhá, lốp 2018. Vâng, 2018 mà đẹp như thế này thì mọi người biết là đi ít như thế nào rồi. Chiếc xe thì mới lăn bánh được có 1 vạn thôi. Vâng, chỉ có 1 vạn thôi. Còn cua lốp thì đây, mọi người nhìn này, cua lốp đẹp luôn. Nét căng luôn. Đấy. Sơn xi bóng lộn. Đấy. Cua lốp vẫn còn rất là nét. Vâng, sơn xi của chiếc xe rất là hài hòa. Và thưa quý vị là đây là màu sơn đỏ ca may nhá, rất là đẹp luôn. Gương kính cục xòe, gương kính chỉnh điện và gương khá là to. Đấy. Tay nắm cửa thì được ốp thêm bọc chrome logo Picanto của dòng Kia. Đấy, mọi người có thể nhìn ạ. Vâng, và kính của chiếc xe thì kính zin nhá quý vị nhá. Kính zin luôn. Đấy. Đấy. Mọi người có thể nhìn là kính kính trên này. Đấy, kính trên zin luôn. Đấy. Cửa thì đóng mở rất là khít luôn và tôn vỏ mỏng. Đấy, mọi người có thể nghe tiếng tôn vỏ của cửa đấy. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Và đây, ta mở cánh cửa ra, ta xem. Phần tapi cánh cửa thì cũng rất là sạch sẽ, đẹp đẽ luôn. Và cửa thì đóng mở êm khít. Cửa kính là kính trắng, còn đâu đã được dán thêm phim cách nhiệt màu tối để mà cho nó trầm trong cái không gian nội thất. Còn tapi khá là sạch sẽ. Nói chung là tapi thì em đánh giá 7 điểm thôi. So với thời gian rồi, từ 2015 đến bây giờ, 5 năm. Vâng, còn các cái không gian mọi người có thể nhìn là phần sơn xi dưới đây. Đấy, cũng tương đối khá là đồng đều. Một chiếc xe hợp với những người mệnh thủy. À, mệnh hỏa, xin lỗi ạ. Vâng, keo chỉ này, mọi người nhìn nhá. Keo chỉ thì không phải nghĩ ngợi gì luôn. Nói chung là rất là ổn. Con xe thì không có đâm va, không ngập nước nhá. Đấy, rất là chắc. Nói chung là với cái giá thành 225 triệu đồng thì chiếc xe này là một lựa chọn khá là ok. Đấy, các cái bản lề đây, mọi người nhìn ạ. Vâng. Nội thất ghế da trần nỉ thì ghế da là màu ghi xám và đã độ thêm các cái phần sườn bằng màu cam. Nói chung rất là phong cách. Và trần nỉ thì bọc ly lông sạch sẽ luôn. Đấy, tí nữa ta đi chi tiết về cái phần đấy. Táp lô này cũng rất là sạch sẽ này, đẹp luôn. Đấy.
Một chiếc xe màu đỏ khá là bắt mắt. Vâng, nổi bật trong đám đông luôn ạ. Tiếp theo là phần táp bi cánh dưới, thì mọi người có thể nhìn là táp bi cánh dưới cũng tương đối khá là sạch sẽ luôn nhá. Đấy. Chức năng hoạt động cửa kính thì bình thường. Vâng, và cũng được dán phim cách nhiệt rồi. Đấy. Nói chung là không phải nghĩ ngợi gì các cái chức năng này. Keo chỉ này, đẹp luôn. Và phần gioăng cao su, mọi người có thể nhìn con gioăng cao su cũng tương đối khá là ok. Vâng. Cột kèo đây, mọi người nhìn này, cột kèo các cái đinh hàn nó vẫn còn thẳng căng này cơ mà. Đấy. Nói chung là chất lượng về bên em thì cột kèo keo chỉ đảm bảo luôn. Ngay cả khi luôn mua, bên em đi mua thì đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Đấy, cửa đóng êm khít. Đây, mọi người cũng thực sự là yên tâm. Lốp của chiếc xe thì lốp đằng sau này sử dụng lốp Yokohama và cũng là lốp 165, tỷ lệ 65 vành 14. Và thưa quý vị các bạn, em đang đi tìm năm của chiếc xe là cái lốp này. À, 2018, lốp tuần 39 2018. Và đây cua lốp này, đẹp căng luôn nhá, không có han gì mục mọt. Đấy mọi người nhìn ạ. Vâng. Rất là đều luôn. Tiếp theo là phần đèn. Phần đèn hậu của chiếc xe thì được vuốt theo thân, theo đúng form dáng, rất là nhìn, nói chung là em rất thích cái kiểu đèn này. Đèn bóng đèn sợi tóc thì cũng tương đối khá là sáng và đã được nẹp thêm cái chi tiết chrome ở trên này. Đèn chiếu gầm cũng như là, đấy mọi người nhìn ạ. Tổng thể rất là hài hòa. Camera lùi thì được gắn thêm cả cảm biến LED nữa, nên là khi mà lùi buổi đêm thì cũng tương đối khá là sáng. Đấy. Logo Kia nổi bật, logo Kia Morning nổi bật luôn. Đấy, và gạt mưa sau vẫn còn hoạt động hoàn toàn bình thường. Cốp thì ta có thể mở đấy, bằng một nút ấn thì là cửa sau mở ra nhá. Mọi người có thể nhìn là các cái phần ốc này, các phần ốc đẹp nét căng luôn. Đấy. Vâng, một chiếc xe mới được về cửa hàng được 2 hôm. Và bây giờ thì em đã quay cho mọi người xem. Đấy. Keo chỉ này, mọi người nhìn nhé. Keo chỉ đẹp căng luôn. Keo chỉ thì không mất một phân ni nào. Con này thì không đâm va, không ngập nước nhé mọi người nhé. Đảm bảo cho mọi người bên giấy tờ pháp lý hồ sơ đầy đủ luôn. Không có phải nghĩ ngợi gì cả. Vâng. Ở Vũ Duy Auto thì những chiếc xe này thì được đảm bảo từ A đến Z về các cái phần từ kỹ thuật cho đến phần pháp lý. Đây mọi người nhìn này, lốp sơ cua này, gần như là chưa hạ luôn. Lốp sơ cua tương đối khá là ok. Và đồ nghề dụng cụ đầy đủ luôn nhé mọi người nhé. Tay mở, rồi tay quay, rồi móc kéo, rồi kích các thứ đầy đủ luôn. Lốp sơ cua này là lốp Michelin. Và cái lốp này thì em đang tìm năm xem là nó đâu rồi. À, lốp cũng tương đối khá là mới, 2018, lốp Michelin. Đấy, tương đối khá là đẹp luôn. Cái lốp cũ của nó thì vành la răng sắt. Vâng. Đấy, bên này bầu đèn cũng tương đối khá là sáng trong, không có vỡ viếc gì cả. Đấy mọi người nhìn nhá. Nắp bình xăng thì được gắn hẳn bằng lốp à. Trông rất là nổi bật luôn. Và lốp bên này thì con này thì lại lốp bên này cũng sử dụng lốp cúp ia. Nói chung là lốp láp thì cũng hơi loằng ngoằng. Lốp 2018 và thưa quý vị các bạn là vành la răng phay thì cũng tương đối khá là đẹp. Vành tăng chống đằng sau. Đấy mọi người nhìn cua lốp này. Đẹp căng luôn. Đấy. Nói chung là tại Vũ Duy Ô Tô thì chiếc xe này mọi người cũng không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Tiền nào của đấy nhá mọi người nhá. Đây, kính zin luôn. Đấy. Cửa thì đóng mở rất là khít, chắc này. Chắc nịch luôn. Tapi sạch sẽ. Đấy, tapi sạch sẽ. À đây, mọi người nhìn này. Cửa đóng mở rất là khít chắc luôn. Hàng ghế đằng sau thì cũng rất là rộng rãi và không gian chở đồ. Đây, cái dây đai an toàn đây. Đấy. Hoạt động hoàn toàn bình thường nhá. Rất là an toàn luôn. Khi mà mình đi thì kéo cho cả hàng ghế sau lẫn hàng ghế trước. Đấy thì rất là an toàn. Đấy, yên tâm. Đấy. Đấy, đóng mở cửa rất là khít chắc luôn. Cửa này thế ạ. Vâng, kính này, kính đẹp luôn của hãng luôn. Đấy, kính hàng đẹp luôn. Và vè mưa đây nhá mọi người nhá. Vè mưa thì ốp bọc chrome, trông rất là sáng song, sang trọng. Vâng. Tapi sạch sẽ. Cổng điều khiển 4 cổng một chạm cửa kính này mọi người nhìn. Điều khiển rất là hiện đại, tiện lợi luôn. Đấy, ấn lên cái phát là rất là tiện. Đấy. Gương kính chỉnh điện đây nhá mọi người nhá. Gương kính chỉnh điện. Các chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường. Cửa đóng ở chốt điện luôn. Và đây, các cái tem nhãn của chiếc xe đây, sản xuất tại Trường Hải này. À, chiếc xe sử dụng số sàn này, đấy. Bản lề, bản nước, các thứ đầy đủ luôn, không thiếu một cái gì. Nội thất ghế da tương đối khá là mới, em đánh giá 8 điểm cái ghế da này. Vâng, thảm để chân thì sử dụng thảm cơ bản thôi, cũng không có gì cả. Nói chung là cũng đã theo thời gian, chân phanh rồi.
chân côn đấy. Một chiếc xe mà đi được 10 vạn vào đây, mọi người nhìn nhá, các cái đồng hồ cảnh báo rõ ràng luôn. Đấy, màn hình LCD DVD kết hợp camera lùi, camera giải trí, rất nhiều chức năng tích hợp ở trên cái màn hình này. Đấy, thì đây ví dụ như là ta cài số lùi thì nó sẽ lùi, đấy, lùi luôn. Đấy mọi người nhìn nhá, camera lùi đấy, hình ảnh rất rõ ràng. Tay nắm cần số đã theo thời gian, con này thì côn nhẹ số ngọt luôn, vào rất là nhẹ. Vâng, và tay phanh. Không gian nội thất bên sau thì cũng rất là rộng rãi. Với cái dòng hatchback thì đây là một mẫu xe cũng tương đối khá là rộng rãi. Ôi lại rời mưa rồi. Đấy, mọi người thời tiết mưa gió này thất thường như thế này, mình không mình mua lấy một chiếc xe đi lại thì thuận tiện mà rất là yên tâm. Mưa gió thì mưa không đến mặt, là nắng không đến đâu. Đấy, rất là tiện lợi. Con này thì bản thiếu nên không có túi khí nhá. Vâng, và còi khá là to quý vị ạ. Vâng, khá là to. Chỉ có thêm hai cái chức năng là tích hợp ở trên đây, là cái chức năng cài đặt mức tiêu thụ với quãng đường đi của xe thôi. Và bây giờ thì ta sẽ khởi động chiếc xe đây. Điều hòa đây, điều hòa điều chỉnh nhé mọi người nhé, các chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường. Ta sẽ khởi động chiếc xe. Con này chỉ sử dụng chìa khóa cơ thôi. Đấy, đèn phát nổ ngay, rất là nhẹ nhàng. Đấy, máy rất là chắc. Đấy mọi người nhé, hai cảnh báo này, một cảnh báo là tay phanh và một cảnh báo là cửa đang mở. Thì đương nhiên cửa này mở rồi, tay phanh thì em đang kéo, nói chung là để cho nó an toàn. Đầu đài phát là lên luôn. Đấy, không thiếu một chức năng gì, kết hợp đài FM. Phần táp lô giá khá là sạch sẽ rồi. Đấy, táp lô sạch sẽ luôn. Đèn đóm đầy đủ. Đấy, trần thì sạch sẽ, được bọc ni lông. À đây, đấy. Cái tay vô lăng thì khá là sạch sẽ. Tay vô lăng cầm rất là chắc chắn luôn, nó to, to bản nên cầm rất là chắc chắn. Đấy. Bây giờ thì ta đi đến khoang máy của chiếc xe. Hộp để đồ này, đây giấy tờ bảo hành bảo dưỡng đây. Đấy, hướng dẫn đây, rất là tiện lợi luôn. Con này thì hồ sơ giấy tờ pháp lý đầy đủ luôn đấy nhé. Và những cái này thì bên em sẽ phải đảm bảo cho mọi người, nên mọi người cũng thực sự lên yên tâm. Đấy, thời tiết mưa gió như thế này, tôi không mua chiếc xe này thì mua cái gì. Phí thôi. Đấy, máy chạy rất là chắc luôn. So với xe mới thì con này rẻ hơn được gần một nửa luôn. Mua như thế này thì mình tiết kiệm được chi phí nhiều luôn. Đấy, máy hiện nay đang chạy, động cơ chạy không tải mà máy thì chạy rất là êm, nó không rung lắc. Đấy, mọi người có thể, máy chạy khá là êm luôn. Ở đây em mở nắp ra cho mọi người xem. Con này thì không có hơi thừa nhá, dòng này mà có hơi thừa nữa thì cũng vứt đi. Một dòng xe bền bỉ của Hàn Quốc đấy ạ. Vâng, rất là nổi tiếng luôn. Kia đây, các cái phần đầu đây, mọi người nhìn này, đầu đèn này, đầu đèn thẳng căng luôn, nét nét nẹt luôn. Đấy, rất là nét luôn. Các cái phần đầu răng, đầu cờ, đấy, bầu đèn này thẳng căng nét luôn. Đấy, và phần ắc quy mọi người nhìn nhá, ắc quy khô sạch luôn, ắc quy mới 2019. Đấy, máy thì rất là chắc êm. Các cái phần con ốc này gần như là chưa tháo mở luôn. Đấy mọi người nhìn, chưa tháo mở một chút nào luôn. Mặt nắp cũng thế ạ, ốc mặt nắp này. Đấy, rồi ốc phần dưới này, các cái phần đầu răng này không đâm va này, mọi người nhìn nhá. Đấy, không đâm va luôn. Đấy mọi người nhìn thật kỹ vào. Nói chung là với một giá thành 225 triệu đồng, đây là một mẫu xe khá là lý tưởng. Vâng, rẻ hơn so thị trường đến 20 triệu luôn đấy ạ. Vâng, keo chỉ này, keo chỉ lắp capo này. Đấy mọi người nhìn nhá. Vâng, không mất một phân ly nào luôn. Đấy, máy thì rất là chắc chắn, hoạt động thì rất là tốt, và giá thì cũng tương đối khá là mềm. Đấy, máy không rung lắc luôn. Đấy, mọi người nghe nhé, máy rất là êm. Gầm bệ, quên còn phần gầm bệ nữa. Đây một người nhìn nhá, gầm bệ khô cao ráo thoáng, không biết mục mọt là gì. Đấy, đấy mọi người nhìn nhá, gầm bệ rất là sạch luôn. Đấy, con này thì hạn đăng kiểm đến tận tháng 11 năm 2021 cơ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì em Uzi Auto tại chợ ô tô Quan Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng cũng đã giới thiệu quý vị và các bạn một chiếc xe mới nhập về cửa hàng. Vâng, Kia Morning bản thiếu, một cái chiếc xe
tương đối khá là đẹp, màu sơ đỏ rất là bắt mắt, đã vành la răng phay này, rồi màn hình DVD giải trí kết hợp cam lùi này, form dáng rất là tuyệt vời, độ chế cũng khá là nhiều. Và thưa quý vị các bạn, với cái giá thành chỉ 25 triệu đồng thì đây là một mẫu xe khá là lý tưởng, lốp láp vẫn còn mới, chạy thoải mái 2-3 năm nữa. Và thưa quý vị các bạn, những ai quan tâm thì hãy nhanh tay alo cho em qua số điện thoại Vũ Duy Auto 0869 158 926, rất là hạnh được phục vụ quý vị và các bạn, và rất vui mà khi mọi người chọn cho mình được chiếc xe tuyệt vời đấy. Thời tiết mưa gió này, mọi người nhìn nhá, mưa đang đầy này. Đấy, nước mưa đấy, thì mua một chiếc xe này để đi lại rồi cũng như là tránh mưa tránh nắng, tránh ốm rất là tốt. Những ai quan tâm thì hãy alo nhanh. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi cũng như là chia sẻ kênh giúp Vũ Duy Auto để cho mọi người biết được những chiếc xe đẹp. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Chúc quý vị các bạn tìm cho mình được chiếc xe yêu thích nhất. Xin chào. Quá mưa.